chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Ca sĩ Võ Hạ Trâm hơn 10 năm đi hát không scandal, sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân Ấn Độ. Võ Hạ Trâm là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc chính thống. Cô có giọng hát đầy nội lực, không chỉ khiến công chúng yêu mến nhờ giọng hát truyền cảm mà còn vì tính cách hòa đồng, vui vẻ. Hơn 10 năm trong nghề, Võ Hạ Trâm luôn cố gắng đi lên bằng chính thực lực, chứ không hề dựa vào những scandal ồn ào để đánh bóng tên tuổi. Võ Hạ Trâm sinh năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ khi còn nhỏ, Võ Hạ Trâm đã mong muốn trở thành ca sĩ. Cô nuôi dưỡng đam mê theo thời gian và tích cực tham gia vào các cuộc thi hát. Lên 13 tuổi, Võ Hạ Trâm đã giành giải nhất cuộc thi tiếng hát măng non 2003, 15 tuổi đoạt giải nhất cuộc thi tuổi đời mênh mông, 16 tuổi đoạt giải nhất tiếng hát chú ve con năm 2006 và năm 17 tuổi trở thành quán quân ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007. Từ đó, Võ Hạ Trâm từng bước trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Tuy có kỹ năng trình diễn và kỹ thuật hát rất tốt, nhưng nữ ca sĩ vẫn muốn tham gia thử thách và chinh phục những ngọn núi cao hơn trong các cuộc thi khác. Rồi cô đã thành công khi tiếp tục bước lên bục cao của gương mặt thân quen 2016 với vị trí Á quân và quán quân Hãy Nghe Tôi Hát 2018. Với từng đó nỗ lực và thành tích cũng đã chứng minh được thực lực của Võ Hạ Trâm, cô gây được tiếng vang và khẳng định được chỗ đứng của bản thân trong lòng khán giả và trong showbiz. Dù đã có tiếng tăm, nhưng Võ Hạ Trâm vẫn chưa hề nghỉ ngơi việc học tập để rèn luyện thanh nhạc để phát triển sự nghiệp. Nữ ca sĩ còn dành 2 năm để đi học thạc sĩ tại Mỹ. Tại đây, Hạ Trâm đã gặp không ít khó khăn, nhưng giọng ca nhà anh trên đỉnh treo leo chưa từng từ bỏ ước mơ và hy vọng. Hiện tại, ngoài ca hát, Võ Hạ Trâm còn nhận được lời mời tham gia các game show, làm giám khảo ở chương trình Chinh Phục Thần Tượng, Hãy Nghe Tôi Hát Nhí. Ngoài ra, cô còn là giảng viên khoa thanh nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đến với cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng là doanh nhân Ấn Độ, Võ Hạ Trâm từng trải qua nhiều mối tình. Trong đó, nữ ca sĩ và Triệu Lộc từng là cặp đôi đẹp kéo dài 4 năm rồi đường ai nấy đi. Sau đó, cô công khai mối quan hệ với nhiếp ảnh gia Đức Thịnh vào năm 2014. Trong lúc quen nhau, Võ Hạ Trâm còn đi du học. Sau khi về nước, cô phát hiện bạn trai mình trò chuyện thân mật với nhiều cô gái khác. Chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần, Hạ Trâm quyết định dứt khoát chia tay, cho nhau lối đi riêng. Kết thúc mối tình thứ hai, nữ ca sĩ 9X hẹn hò cùng một doanh nhân vào năm 2017. Danh tính và hình ảnh của anh cũng không được cô công khai nhiều. Cả hai đã tính đến chuyện lâu dài, nhưng cuối cùng lại tan vỡ. Sau những thăng trầm cùng mất mát, Võ Hạ Trâm cũng được bù đắp bằng mối tình tuyệt đẹp với doanh nhân người Ấn Độ có tên Vikas Chowdhury. Anh đang là một chủ tịch công ty chuyên về đá hoa cương nổi tiếng. Nữ ca sĩ gặp chồng tại một buổi họp mặt của bạn thân. Hạ Trâm bị thu hút bởi sự chín chắn, bản lĩnh của người đàn ông hơn cô 12 tuổi. Hơn thế, anh là người hài hước, thích pha trò và cũng tâm lý, luôn lắng nghe chia sẻ cũng như thấu hiểu cho công việc của nữ ca sĩ 9X. Họ quen nhau một năm, sau đó về chung nhà vào năm 2019. Đám cưới của cặp đôi nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Dù sau khi kết hôn, cả hai đều bận việc, nhưng họ vẫn luôn dành thời gian cho đối phương. Võ Hạ Trâm còn theo chồng qua Ấn Độ, tham gia đình chồng. Mẹ chồng cô dù không thể nói tiếng Anh, nhưng vẫn luôn tỏ ra yêu quý cô con dâu người Việt này. Thậm chí khi Võ Hạ Trâm cùng chồng về nước, bà đã khóc và buồn bã nhiều. Ngày 12 tháng 7, 2021, Võ Hạ Trâm sinh con gái đầu lòng. Cô đặt tên con gái là Chowdhury và Shelly Tây Phương, tên thân mật là Moon. Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm đăng tải dòng trạng thái dài thông báo về việc sinh con gái đầu lòng trong giai đoạn dịch bệnh. Nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi bé chào đời sau bao ngày mong đợi. Giây phút nghe tiếng khóc của con, được ôm con vào lòng, cùng con da kề da, chắc có lẽ là khoảnh khắc mẹ sẽ mãi không bao giờ quên. Cô chia sẻ, giọng ca chợt như giấc mơ, tiết lộ thêm con gái có nhiều nét giống bố nên ai cũng xác nhận tôi để mướn. Võ Hạ Trâm cho biết trước đó, cô không khỏi lo lắng khi phải sinh con trong mùa dịch dù được chồng Ấn Độ Vikas Chowdhury hộ tống. Cô kể khi đến bệnh viện, phải qua các khâu kiểm soát như khai báo y tế, xét nghiệm sàng lọc. Bác sĩ đặt con lên ngực mẹ, ngắm nhìn thiên thần nhỏ trước mặt, mẹ chẳng thể diễn tả cảm xúc diệu kỳ ấy ra sao. Mẹ ôm con, ba ôm mẹ, cái ôm thật trọn vẹn của gia đình mình. Trong niềm hạnh phúc ấy, mẹ đã thấy giọt nước mắt của ba, một người đàn ông luôn luôn mạnh mẽ, giờ đây cũng đã phải yếu đuối trong sự sung sướng tột cùng. Vì con đó, con cái yêu à, quán quân Hãy Nghe Tôi Hát 2018 chia sẻ. Giọng ca chợt như giấc mơ, kể đi sinh trong mùa dịch là một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời của mình. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc khi chính thức được làm mẹ, mặc dù biết rằng sẽ còn nhiều thử thách trong thời gian tới, nữ ca sĩ sinh năm 1990 bày tỏ.
Thật sự hai chữ viên mãn là điều mà Trâm cảm nhận ngay lúc này. Bài viết của Võ Hà Trâm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều sao Việt cũng như nghệ sĩ Hữu Châu, Á hậu Kiều Loan, ca sĩ Duyên Hình, Á hậu Hoàng Oanh gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ khi vượt cạn thành công. Được biết, trong suốt quá trình mang thai, Võ Hà Trâm áp dụng chế độ ăn chay theo tư vấn của chuyên gia và thường xuyên tập luyện thể dục. Đồng thời, giọng ca sinh năm 1990 thừa nhận ông xã luôn quan tâm, hỗ trợ khi cô mang bầu. Hiện tại, Võ Hà Trâm đang rất hạnh phúc trong gia đình do chính mình gây dựng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.